quá trời quá đất luôn. Side family, má quý cùng anh em chi kỳ, sống một cuộc sống thật là thi vị, không phải vì rap. Hôm nay nhiệm vụ ngoài áp giáp là tôi làm cameraman quay vlog của anh em về Hà Nội, người thông lặng. Thế là đầu video tôi sẽ sao áo trong vlog. Thank you anh tôi. Vâng, và anh Sơn đang cầm chú cúc cà phê. Tất cả năng lượng mọi người đã nằm hết ở đây. Anh em biết là trong này có cái bệnh thật hay, nếu đặt trời chỉ còn được không mất nhiều. Qua đi vài ngày nếu không gặp anh em thì đòi cũng thật thiếu. Rap để giải bày biết thật hay, bay bổng theo nhạc trông rất phiêu. Đến từ lúc mặt trời còn chói giờ muộn rồi hoàng hôn buông. Từ muôn phương người bạn vẫn tìm thấy ta, tư liệu nhạc năng vương đọng lại tâm trí sống mãi âm ỉ mình công khai. Làm gì không đam mê thì sống dai làm chi. Sixteen outside family, má quý cùng anh em chi kỳ, sống một cuộc sống thật là thi vị, không phải vì rap thì. Chưa đắp đâu hại gì, vậy công việc cứ để mai ghi. Chơi 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 ông chơi cái gì, tôi khuyên ông lóng nên cay đi. À mà quên chưa đắp đâu hại gì, vậy công việc cứ để mai ghi. Nhấp xiệp, nhấp xiệp, cà bơ.
Khi gần thì chẳng đau, cũng không có chẳng nhau. Đôi thì vội vừa không biết đã chẳng đâu. Quay thì fantasy, em cứ tưởng hẹn lại. Tôi thường được thải đi rượu ngon, để anh nhấp. Anh bị say hết chỗ này, cũng say hết cả chỗ này. Rồi đi từ xa về đây. Ladies in my line, Jonah's revenge on Instagram.